Xu hướng bệnh tật đang thay đổi. Nếu trước đây bệnh cấp tính lây truyền như lao, sốt rét, dịch hạch, nhiễm khuẩn thường gặp, thì ngày nay các bệnh nan tính như tim mạch, tiểu đường, gút, khớp, tiêu hóa, ung thư ngày càng gia tăng. Đặc biệt là dịch Covid-19 là một thảm họa của thế giới. Nhiều thành phố, các quốc gia phải phong tỏa, cách ly, khiến công việc giao thương hàng hóa ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế. Giải pháp tốt nhất hiện tại, kinh doanh online đang lên ngôi, đem lại thu nhập cao với nhiều ưu điểm vượt trội. Không mặt bằng, không vốn, không rủi ro. Bạn được đào tạo miễn phí, làm việc ngay tại nhà. Chỉ cần bạn có máy tính hoặc điện thoại thông minh là có thể bắt đầu kinh doanh. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, còn chần chừ gì nữa. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Hotline 039-297-9999, 039-297-9999.